càng thành công nha. Con đầu tiên sáng giờ sảy mấy con rồi đó. Đây mình đi xe cà tàng nha. Khai máy đầu tiên, test máy thành công. Ok, xíu tí nữa mình lên cá mình quay nữa nha. Nay mình quên đem đồ quay rồi. Ok, con thứ hai nha cả nhà. Con thứ hai, con này bự hơn con kia xíu. Thứ hai nha, vẫn là CC50, bao nhảy cá luôn. Còn thứ hai mình gỡ cá nha. Thứ hai đây, vừa gỡ xong hai con. Xíu lên cá mình quay tiếp nữa nha. Ngày xưa quá đi câu mà quên đem cái đồ để quay. Ok nha, hai con. Con thứ ba nha cả nhà, con thứ ba. Con thứ ba mới ném đường đầu tiên nó ăn luôn. Má giờ không có đem. Có đem đồ để quay khó cờ. Nhỏ xíu rồi, xíu mình chắc mình cũng thả luôn. Giờ để cho ngay tạm nha. Bà con tiếp tục nữa. Lần này dính Hugo rồi mọi người ơi. Dính Hugo rồi nè. Ghê chưa? À, CC50 này nhảy thiệt chứ. Mới kéo chưa được 3-4 đường nữa, lớp rồi. Con này khá bự nha. Con này chắc tầm 5-6 lạng. Không, những con này nhảy thiệt mọi người ơi. Nè, CC50 nè. Nhảy thiệt. Này con nhận đi test cần mới, test mấy câu mới. Thêm thiệt. Con này bự á. Này chắc tầm 4-5 lạng á. Nói giờ không đem cái đồ quay chứ. Xui thiệt. Không là có cảnh đẹp à. Rồi mình gỡ cá nha. Ok nha, vừa gỡ xong. Con này chắc 3-4 lạng. Con đây 4 con rồi đó. Nãy giờ câu chưa được nửa tiếng luôn á. À, con này nó nhảy thiệt mọi người ơi. CC50 nè. Vẫn là một đường một luôn á. Một đường một luôn. Tiếp tục nữa nha. Cái lên cá mình quay nữa. Con thứ năm nha cả nhà. Con thứ năm vẫn là CC50. Ngày mình đi là con thứ năm mình có cầm rồi. Góc này 5 con. Cắn cái đuôi này là chết. Để bà tiêu mà. Tiếp tục.
5 nha mọi người. Con thứ 5 CC50 này lập công ghê quá. Dính vậy sao mà sót được. Thứ 5 giờ cũng 12 giờ trưa rồi. Mình về nha mọi người. Đây là thành quả của mình đó. CC50 bao nhảy luôn.